năm nào thì chúng ta cũng nhắc lại rồi à, cái vai trò của vitamin A vitamin A đóng vai trò quan trọng trong rất nhiều rất nhiều cơ quan bộ phận của cơ thể à, một trong những cái vai trò điển hình của nó đó là vitamin A liên quan đến việc tăng cường thị lực à, một cái điều mà phụ huynh chúng ta luôn nhớ và biết đến rồi đó là nếu mà thiếu vitamin A thì con của chúng ta dễ bị quáng gà tức là khi mà thiếu ánh sáng là khó nhìn cái tầm nhìn nó bị hạn chế nó bị kém hơn à, um, việc uh, uống vitamin a cho em bé uống vitamin a đó là cần thiết mỗi một năm là chúng ta có hai đợt vào mùng 1, mùng 2 tháng 6 và mùng 1, mùng 2 tháng 12 là chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc cho trẻ từ 6 tháng đến 60 tháng tuổi, tức là trung bình từ em bé từ 6 tháng cho đến 5 tuổi. Đấy, các bạn chúng đưa con của chúng ta đến cơ sở y tế của địa phương các cái phường ấy, cái nơi mà các bạn đăng chú đăng ký hộ khẩu hoặc là tạm trú tạm vắng ấy là sẽ có cái vitamin A để cho em bé uống cái này cần thiết cho tất cả mọi em bé các bạn nhé về như thế này cái cái liều vitamin a bổ sung ý, thì nó có liều quy định rồi à, có liều quy định rồi à, với em bé mà em mình quên là viên xanh bao nhiêu là viên đỏ bao nhiêu nhỉ nhưng mà tức là nó có nó có cái loại um, viên uh, 100.000 đơn vị và 200.000 đơn vị à, Thôi mình chả nói màu nào nữa thì nói tự nhiên nó sẽ bị quên mất Tức là em bé mà từ 6 đến 12 tháng tuổi thì sẽ uống một cái viên vitamin A mà loại là chứa 100.000 EU Còn em bé từ 12 tháng tuổi trở nên thì uống một cái viên vitamin A là chứa 200.000 EU đó, nó có nó có cái cái mốc chung như vậy. Có một đối tượng này sẽ cần uống thêm vitamin A nữa, đó là bà mẹ sau sinh trong tháng đầu tiên và thứ hai là những em bé mà trong 6 tháng mà không không bú sữa mẹ hoàn toàn, tức là bú sữa công thức là chính mà sữa mẹ là phụ ấy, thì cũng có uống vitamin A với liều một nửa, đó là 50.000 IU. Uh, thì nói về thực tế thì thực hành uh, có thể em bé mà dưới 6 tháng thì các bạn ra cái chỗ y tế địa phương thì họ chưa 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 um, cho em bé uống đâu. Phải trên 6 tháng hoặc người ta mới có lịch người ta gọi đi thế nên thì uh, tốt nhất là trong 6 tháng đầu tiên mẹ sẽ sử dụng cái vitamin tổng hợp đầy đủ À, ăn uống thực phẩm đa dạng phong phú để cung cấp cái nguồn vitamin A trong sữa mẹ để cho con bú nó được rồi Sau đó khi con của chúng ta đủ 6 tháng tuổi thì chúng ta cho em bé uống cái vitamin A liều cao theo lịch chung của nhà nước như thế này Để đảm bảo để bảo vệ tốt nhất cho mắt của con mình Các bạn thấy hiện nay là cái tình trạng mà cận thị học đường nhiều Tức là cái cận thị nó bị sớm mà những em bé cấp 1, cấp 2 cái tỷ lệ bị cận thị nó nhiều lên Nên chúng ta chủ động bảo vệ mắt cho con mình nhé khi mà uống uh, vitamin A thì có thể gặp phải một số cái tác dụng phụ hai tác dụng phụ điển hình sau khi uống ta vitamin A đó là thóp hơi phồng nhẹ và con buồn nôn cái này ok không vấn đề gì uh, thứ hai đó là tiêu chảy nhẹ sau khi uống uống cái vitamin A này đây là hai cái tác dụng phụ điển hình mà hay gặp nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi nó sẽ thoáng qua một hai hôm mà hết, nó hết là không có vấn đề gì cả nó không nguy hiểm mà nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em ấy cả À, chúng ta không lo lắng về cái vấn đề tác dụng phụ này lắm mà chúng ta vẫn yên tâm cho em bé đi uh, uống vitamin A bình thường. À, nó rất tốt. Còn những em bé nào mà theo kiểu là cái phản ứng nôn nó quá dữ dội hay tiêu chảy quá dữ dội ở những cái lần uống trước thì lần sau này chúng ta cũng mới cân nhắc. Đôi khi thì cũng không cần bởi vì từ lúc 6 tháng đến 12 tháng tuổi nó thay đổi rất nhiều. Tức là cách hẳn 6 tháng sau là cơ thể em bé nó lớn lên rất nhiều rồi. Uh, thì cái việc nó thay đổi những cái phản ứng của em bé khi uống vitamin A này nó cũng sẽ thay đổi đi mà thôi. Nhưng tóm lại là À, uh, việc uống vitamin A này là cần thiết cho tất cả mọi em bé và các bạn sẽ chủ động em đưa em bé đi uống theo cái lịch à, uh, bổ sung vitamin A của Bộ Y tế đưa ra mùng 1, mùng 2 tháng 6 và mùng 1, mùng 2 tháng 12, hai đợt trong năm đấy, theo chương trình chung nhé quên mất cũng nhắc không quên không các bạn stream à, của bác sĩ ngày hôm nay được tài trợ bởi Sau hàng Opin mẹ và bé Opin shop mẹ và bé các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé như có các sữa các cái loại thuốc các loại vitamin canxi hay là men vi sinh uh, chủ yếu là nguồn gốc từ nga uh, sản phẩm chất lượng tốt giá thành ổn định uh, bác sĩ giới thiệu với các bạn một cái địa chỉ để các bạn có thể mua hàng cho em bé uh, hiện nay thì uh, sau cũng mới về thêm một cái sản phẩm là men vi sinh Biogaya của nga Hãng chính hãng với giá 345k à, các bạn biết là bio trên thị trường này có rất rất nhiều các cái loại men vi sinh khác nhau nhưng khi nhắc đến men vi sinh bio Gaia, thì người ta nhắc đến một cái tác dụng điển hình của nó đó là một cái loại men vi sinh đặc biệt liên quan đến hội chứng anti anticolic tức là nó làm giảm cái hội chứng đầy hơi đầy bụng của em bé à, vì cái ứng dụng này của cái men vi sinh nên mình khuyên các bạn dùng trong trường hợp con có cái tình trạng chớ sữa có cái biểu hiện chớ sữa ập sữa khó chịu thì chúng ta sẽ sử dụng cái men vi sinh biogaya cho em bé trước nếu nó hợp tức là cái biểu hiện trào ngược của em bé nó nhẹ nhàng thì sau khi dùng khoảng 3 đến 5 hôm các bạn thấy là cái biểu hiện trào ngược của em bé nó có thể đỡ nó có thể giảm và chúng ta có thể duy trì và tiếp tục dùng cái biogaya này nhưng nếu dùng biogaya rồi mà cái tác dụng nó không được nhiều nắm, nó không giảm nhiều nắm thì các bạn sẽ phối hợp thêm cái bộ đôi là biogaya cộng simethicone để làm giảm cái tình trạng trào ngược cho em bé trào ngược của con nó có dây ra rất nhiều vấn đề đúng là có những cái trường hợp không làm gì, để em bé tự hết. Đó là những cái trường hợp mà nó không ảnh hưởng gì việc ăn việc ngủ, em bé của chúng ta vẫn không sợ ăn, vẫn ăn được, vẫn bú được, uh, vẫn tăng cân bình thường và nó không bị những cái luồng trào ngược trong lúc ngủ thì chúng ta không phải điều trị nhưng nếu trào ngược của con của chúng ta một là ọc hẳn ra ngoài hay hai là chỉ ở uh, chớ lên tới cổ trong nước xuống thôi nhưng nó gây ra nhiều những cái khó chịu cho em bé ví dụ như đang ngủ mà con nó cứ đẩy cái luồng trào ngược lên tới cổ xong nó ho nó sặc nó khó chịu thì những cái trường hợp này là chúng ta cần phải điều trị cho con bởi vì trào ngược trong lúc ngủ rất nguy hiểm em bé dễ sặc vào đường thở hơn và dễ gặp ra các cái tình huống như là viêm phế quản viêm phế quản phổi hơn thì chúng ta phải điều trị cho con và nó hỗ trợ điều trị chính xác là như vậy bởi vì trong ngược nó sẽ phải tự hết theo cái chu trình cơ thể của nó khi em bé lớn lên còn các cái loại thuốc mà chúng ta cho con uống thì nó giảm nó giảm cái mức độ khó chịu của trào ngược đi à, mình vẫn nhắc chung cho các bạn là cái phác đồ điều trị luôn à, chỉ là đúng là đôi khi các bạn sẽ cần phải hỏi kỹ bác sĩ hơn về cái băn khoăn là em vẫn không thể xác định được là biểu hiện này của con em là có cần dùng hay không hay đã phải dùng đến simethicone hay chưa à, Thực ra thì cũng mà nói là các cái thuốc điều trị trào ngược trên thị trường nó có nhiều nhiều biệt dược nhiều nhóm thuốc khác nhau nhưng simethicone thì nó giảm đầy hơi đầy bụng là chính nó không nó không giảm được cái phản xạ cái 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 trong ngược mạnh nhất đâu nhưng nó lại an toàn và nó dễ dùng cho em bé nhất còn một số các loại thuốc khác ví dụ như là nesium này hay là motinium này hay là sinicha là endokit các thứ này thì nó sẽ có những thời gian sử dụng ngắn hơn và theo sự chỉ định của bác sĩ à, nhưng bước đầu thì mình vẫn khuyên các bạn dùng simethicone à, an toàn về hiệu quả và dễ dùng hơn cho em bé nhắc lại với các bạn đó là khi đến tuần thứ ba thứ tư gì con bắt đầu có cái biểu hiện theo kiểu là hay chớ sữa hay nôn chớ hay ọc ạch hay đầy hơi đầy bụng nó là những cái biểu hiện là con hay cứ ướn bụng lên nó đu chân lên à, trong buổi chiều nó cứ phải quấy khóc chán nó phải xì hơi được nó mới ợ hơi ra được nó mới im nó mới ngủ nó không quấy khóc nữa rồi nó cứ đẩy sữa lên cái cổ xong lại nuốt xuống mồm nó cứ chóp chép miệng nhai nhai rồi hay nấc cụt rồi à, có thể hay bị trắng lưỡi nhiều nữa À, thì các bạn sẽ bắt đầu từ biogaya cho con, Xong sau đó là à, khi dùng biogaya vài hôm mà nó không đỡ nhiều thì các bạn kết hợp với simethicone. À, nếu những cái biểu hiện trào ngược này gây khụt khịt mũi, gây có đờm ở cổ họng, gây khó ăn khó ngủ cho em bé thì chúng ta sẽ tiến hành hỗ trợ điều trị cho con. À, được rồi ngắn gọn như vậy thôi. À, ở trên lại nhắc lại các bạn nhé, đó là cái men vi sinh biogaya này các bạn có thể mua được sản phẩm tại shop hàng Obin shop mẹ và bé nhé. Phần tiếp theo đây mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn Tham gia live stream cùng với bác sĩ Đây mình xem là